hú hồn chỉ xí và bé Như cùng nhau dành một tô nước canh đầy nhóc. Hai mẹ con vượt qua vượt lại hút tới hấp luôn, nhìn cái cảnh này mà cười muốn gớt găng luôn á cả nhà. Dân thì để hiểu được cái câu chuyện mà Thanh Liêm muốn chia sẻ, hai mẹ con chị Xuyến cùng với bé Như dành một tô canh hủ qua húp trong đây cái bụng như thế nào. Mời cả nhà cùng theo dõi. Tới Dương nè. Hai mẹ con dành nhau kìa. Ôi Như. Ôi giời là Như. Trời ơi kìa. Khủng hoảng chưa? Trời ơi. To luôn chứ đâu. Ngon ha. Quá dữ. Trời ơi. Trời hết to luôn nội ơi. Giờ tới Như nè, tới Như nè. Ấn lạnh thiệt. Quá dữ. Ừ, em gặp lắc đầu rồi đó. Lâu ngày gặp lại chị xét lại hại hơn xưa. Không còn như ngày xưa nữa. Giữ chị xét. Giữ quá chị xét. Em chắc gặp chị xét ăn mà chắc chạy bỏ dép quá. Như gì đâu khổng trời. Ăn gần 5 chén cơm. Tô canh hấp gột gột hấp hết tô luôn. Ngồi 5 phanh hủ qua. 5 phanh hủ qua làm láng luôn. Trời ơi. 4 chén cơm, 5 phanh hủ qua. Trời ơi. Ngon quá. Kiểu này anh Tư anh chạy là phải rồi. Nâu gì nổi. Vậy chứ. Tay ơi, tay mình luôn hả? Vô tay mình luôn rồi. Đã trời. Trời ơi. Trời ơi. Gọt gọt ha. Ngon nhờ. Đã không nhờ. Trời ơi. Yeah. Làm cho hết luôn nghe con. Dữ quá Như ơi. Làm cho hết luôn rồi tối nay cho mẹ con trôi luôn. Ngủ qua nó mát lắm á. Trời nghĩ nghĩ ha. Thôi con Như được rồi. Thôi Như thôi. Quá ngon em ơi. Để lại. Ngon em ơi. Chút vô tắm lại nha. Ôi ôi chay vinh rồi con. Không có chay nữa. Trời ơi. Chút vô của mình lại. Rồi. Thôi không sợ. Ăn cá cá. Chống nạnh, chống nạnh, chống nạnh, chống nạnh nè coi. Chống nạnh coi. Chống nạnh coi coi cậu. Chống nạnh coi. Chống nạnh coi. Chống nạnh sao đâu. Chống nạnh, chống nạnh. Vậy nè. Trời ơi đâu. Cô bỏ thì xe qua đây coi. Được hả? Tối nay cho bà trôi luôn rồi bà Xuyến ơi. Nước lũ dâng cao. Nó mát mà tối nay tôi cho bà trôi luôn. Quà nó mát á. Ơi, nó kêu má nó húp kìa. Ừ. Ghê trời. Ừ, khủng thiệt nội. Ý nó em bé đó phải không? Ý nó em bé đó phải không? Phải không? Rồi. Như nó bị dị chón dán luôn rồi. Thôi bé nó rồi. Để ngàn bốn chai cơm. Chờ lửa. Bỏ ngay hồi chờ ông Quyền. Ơi. Mẹ chờ cho ông Quyền. Một tô canh 4 khúc hủ qua hả? Hả? 5 khúc hay 4? 5. 5 khúc hủ qua, 4 chén cơm. Phật ơi. Ấm lạnh trời. Ghê trời. Như chỉ phụ họa cho mẹ thôi. À. Ừ. Diễn viên chính là ngồi bên kia. Dạ, cái này diễn viên phụ. Nhân đi đóng quyền được ha. Ông là diễn viên đóng quyền hay quá. Hai như quyền hay có công được không nè. Ngủ hả gì cái mặt còn bơ phờ vậy. Ở nhà chơi game cho máy. Có ngại bất, không? Có máy đâu. Bớt chơi lại nghe. Trên đó đó. Bây giờ tô cơm này mẹ chờ cho con nè. Trang nước canh vô hay là trang nước thịt nè. Ăn đi Quyền. Qua người ăn đi Quyền giỏi. Quyền không có chơi máy, giỏi, ăn cơm ha. Không. Rồi Như giỏi, Như giỏi, Như giỏi, biết rồi, Như giỏi, biết rồi. Đứa nào cũng giỏi hết trơn á. Ngồi 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 ng
đứa nào cũng giỏi hết á. Cơm nha. Rồi hai chị em mày cái gì nữa rồi đây? Thôi tôi để đây mà chừng nào nấu tự kêu được. Ăn đi Quyền. Kêu nó không ăn đâu, tự ăn đi con. Nó tự nhiên kêu à. Nói gì á? Quyền giỏi, qua ăn cơm đi. Bây giờ kêu thằng ăn không ăn nha, ngồi tự đó kêu chị vô bếp. Đang ho tự nước đá ngồi uống thuốc. Ừ. Mẹ đút kìa. Nè. Nè. Mà bữa nay em muốn ăn cơm chị chưa đâu. Ăn đi, ăn đi. Ăn tương năm liên cũng không ăn. Nhìn là ăn là no rồi chị Xuyến ơi. Trời khỉ vô lắm đó, con nó khỉ vô khỉ à. Ừ khỉ quá khỉ như khỉ đó 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 kè 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 chúng chú Nguyễn rồi kìa. Lì quá hả? Lẹ lên. Lẹ lên trời ơi. Dữ gì? Trời. Đi đâu? Đâu nhà nó cậu Liêm nghe được không? Đây đây. Kêu cậu Liêm coi. Kêu coi. Kêu cái coi. Kêu mẹ ơi. Kêu mẹ ơi ơi. Trời ơi. Rồi, kêu ra ngoài rồi đó. Rồi thôi dẹp đi. Vô dẹp con nó chơi. Mày ra đây. Hả? Trời ơi. Ai xé giấy đây vậy? Như hả? Té té. Ăn cơm chưa xong kìa. Dương cơm chưa xong kìa. Trời ơi. Như quậy. Như hết quan rồi. Ôi ơi. Cái gì vậy? Làm gì vậy? Tè đó, tè. Ngã xèo. Rồi, chạy đi. Chạy được không? Chạy đi. Mà con chạy được không? Ê, xe này từng ngồi rồi đó nghe. Nhớ chưa? Ngồi hết lần rồi đó nghe. Xuyến dễ nhớ. Nó còn Liêm nói gì nhớ không? Nhớ không? Nhớ xe này từng ngồi chưa? Trời ơi. Đổ máy rồi. Ăn cơm kìa. Thôi vô. Vô đi. Vô. Trời ơi trời, giống ốc bù quá. Vô. Vô. Trời ơi. Thôi vô đi, vô đi. Trời ơi, tập thể dục nữa kìa. Thích đất nè. Đó. Sao mà nó làm luôn đi, hồi vô có mình. Bà này ghét ba lý lắc lắm rồi. Lắc mông. Bà nhảy ra cát bao coi. Trời ơi. Đó. Cái gì nữa? Bà nhảy ra cát bao coi. Lắc nữa kìa. Lắc ra, lắc mông ra, lắc mông ra. Lắc mông ra, lắc cho Nguyễn thôi. Lắc cho Nguyễn thôi. Lắc mông rồi Nguyễn ơi, Nguyễn đâu lắc lại coi coi. Mày lắc cho má mày coi á. Trời ơi, kề tới nữa kìa. Nam mô Di Đà Phật. Nhỏ này nó gì không á, trên ghế nó muốn bay xuống nó bay rồi. Rồi tôi chụp nó mấy lần rồi đó. Tè. Bữa nào chị đi vô siêu thị chị mua lá trà xanh cho nó. Cái gì? Rồi chạy đi, mới mua xe ha. Rồi chở bạn chơi đi. Chạy sao? Chạy được không? Kìa kìa ngồi kìa. Trời ơi, thứ dữ không? Vô chổng chở trà tư ra đi. Quá chèn. Kìa ăn cơm kìa, mệt quá trời luôn à. Nhiều chuyện quá. Nhưng nhiều chuyện.
gì? Dạ. Người ta ngủ hết trơn rồi kìa. Nó vô nhà ngủ hết rồi. Thôi vô. Vô, vô, vô. Như. Như. Cái gì kìa Như? Ê, ê, nó để số còn số á. Nó để máy còn số đó. Ấy, thấy chưa? Còn số á. Chạy tới. Con số giọt tới té. Bà cũng kêu nhảy chạy ra lộ nữa kìa. Trời ơi. Đâu nhảy sao đâu. Ờ nhảy sao vậy chứ vừa bụng đi. Ừ. Ừ. Rồi nhảy đi. Thương dữ chưa? Rồi gãy ra đầu luôn kìa. Rồi đi vô đi. Rồi vô. Mày con mày. Sớm mày giờ, giờ này vắng que rồi ta. Ngủ ha. Đó thì ta Liêm cũng xin chia sẻ buổi tối ở nhà chị Xuyến cho cả nhà nghe. Bữa nay chị Xuyến không lên chăm Ngọc Nga. Đó, ba đêm rồi bữa nay thấy Xuyến cũng bơ phờ thôi là nhốt nhất nhốt. Cắt cớ học lét mới chịu. Đó lại mày Như ơi. Học lét tao mới chịu à. Đó, mẹ nó ngồi cười.